Ngoài 1/2 á. Trời ơi, sao cái kẹo này đắt vậy trời? 1/2. Ơ, cái con này nhà em Hạng ơi. Con gì lại từ số 40? Nào, mở ra xem nào. Ở đây, con lại về không này. Sao vừa lúc số 40? Ôi, này, có ai bán hàng thế này bao giờ không? Cái con gì mà đặt sẵn được nửa cân rồi? Thế thảo nào, mình có ba cái viên kẹo thế này chị mà ơi. Nó đã làm nửa cân, cứ mãi là 1 cân. Làm sao? Em bảo là đây không phải là cân hỏng đâu. Bởi vì chị lớn nhẹ quá nên nó thế thôi. Không phải cân hỏng à? Ai mua kẹo? Ai mua kẹo cân không? Ai mua kẹo cân nào? Đạp vào ăn sẽ quên sầu luôn. Ai mua không? Kẹo này nhật nên để về đây. Ai mua không? Tôi vừa bán đây này. Ai mua không? Ơ, hôm nay em bán gì đấy? Kẹo ui, kẹo gì mà lạ thế? Kẹo cân. Wow, chị ăn thử nhá. Đây, bây giờ chị nhặt vào đây. Không cho ăn thử à? Có. Mẹ ăn thử mới biết là ngon hay không chứ. Nhưng mà bao nhiêu tiền 1 cân? Wow, kẹo này lạ thật này. Wow, một dưa hấu này, một chanh này, có cả thập cẩm luôn này. Cái này bao nhiêu tiền 1 cân? 50 nghìn 1 cân á? 50 nghìn 1 cân cũng đắt phết đấy nhở? Mà cân của em đâu, em có cân đâu? Đây, cân đây á. Ôi xịn thế, giờ còn có cả cân cơ à? Wow, kinh nhở? 1 cân thôi. Nhưng mà chị nói này, kẹo này ngon lắm, nhưng mà bây giờ nhá, chị sẽ mua, nhưng mà em bóp đi được không? Hôm nay á, mẹ chị cho chị tiền, nhưng mà chị muốn mua nửa cân lắm, nhưng chị chỉ có mỗi 22.000 thôi. Bán cho chị nửa cân, chị lợ 3.000 được không? Được rồi, em bán cho chị nửa cân á. Thật chứ? Em đạt cùng với chị là 20 luôn. Wow, đây, vậy là mình còn 2.000. Để cất lại. Bây giờ chị... Chị nhạt hả? Nhạt. Chị thích ăn dâu này. Ngon thế. Ôi má, em phải mua hẳn cái cân xịn thế này cơ hả? Mua nhỏ. Cái cân này có hát không em? Chứ. Trời ơi. Má, kẹo toàn kẹo ngon thôi nhở. Cho lên cân xem nào. Chưa được đâu em. Trời ơi, chị nghĩ phải hết chỗ này mới ra mới được đó. Vừa rồi, đến đây mà chỗ này là cân 2 này, chỗ này là 1 cân ở đoạn này. Trời ơi, chị lấy của em 2 cân luôn. Sorry. Em bán cho chị nửa cân thôi. Nửa cân. Đó, cái cân này khó à. 1 cân rồi. Ủa, sao mà nửa cân? Ui, trời, chị thật là hậu đậu rồi. Không sao, nhà em có nhiều á. Một đống trong tủ ấy kìa. Ui, 1/2 á. Trời ơi, sao cái kẹo này đắt vậy trời? 1/2. Ơ, cái con này nhà em Hạng ơi. Con gì lại từ số 40? Nào, mở ra xem nào. Ở đây, con lại về không này. Sao vừa nó số 40? Ôi, này, có ai bán hàng thế này bao giờ không? Cái con gì mà đặt sẵn được nửa cân rồi? Thế thảo nào, mình có ba cái viên kẹo thế này chị mà ơi. Nó đã làm nửa cân, cứ mãi là 1 cân. Làm sao? Em bảo là đây không phải là cân hỏng đâu. Bởi vì chị lớn nhẹ quá nên nó thế thôi. Không phải cân hỏng à? Thế thì phải trừ đi nhá. Xem nào, cái này nó là từ số 4 rồi. Số 4 thì em phải đến, chị phải được đến số gần số 12 à. Đúng rồi. Đấy đúng rồi, số 4 đến số 8 là đúng rồi nhá. Chị bảo sao bỏ mãi ra vẫn 1 cân. Sao ít thế không biết 1 cân bà. Ăn quá cân. Ôi được rồi, thế cũng được. Rồi. Ít như này đấy. Ít như này á. Ngày mai á, em phải ăn thế thì con mà chết mấy kẹo ấy hỏng rồi, cứ đi. Thôi được rồi, chỗ này vậy, con ngồi ăn vậy. Này. Ngon. Ui, chú ăn kẹo nào ngon như này luôn á. Dạ, kẹo em mất mặt rồi. Ừ. Mà em bán em cứ ăn nhầm nhẹm nhẹm thế hả? Vâng. Mà ngon như vậy không ăn sao được em nhờ. Em bảo là cứ ăn thôi. Ừ. Ngon thật đấy. Ngày mai chị xin tiền mẹ để thằng em mua tiếp rồi. Này, hôm nay đằng nào chị chẳng có việc gì, chị đi ngồi đây bán hàng với em. Mà chị thích nhất cái cân ở nhà em mà. À, cân gì mà đấy.
Bỏ kẹo ra rồi vẫn số 80. Trời ơi, bán hàng vậy thì còn ai lãi hơn bằng. Lấy bằng cái này đi. Ờ. Cái con này hay nhỉ. Thích cái cân này đấy. Ừ. Ừ, ngon quá. Mát nhỉ. Bán hết cái này thì em mới được về em đi. Chốc đến giờ ăn cơm mẹ bé, không đói mà sáng nó bán được nhiều không? Chưa mua chị là người đầu tiên à? Trời ơi, bán hàng có duyên thôi. Chẳng ai mua, mỗi mình mua. Không sao chúng ta cũng là bạn mà. Bạn gì ra? Không, đi vay lại. Này, chúng tôi bán em. Nào, học ấy, có biết bán được nhiều. Nhưng mà em toàn bán chỗ này em quen. Nào, không chịu về đấy. Cho chị. Cho đâu mà cho, có tiền ra mua bảo cho. Về nhá, một cái đĩa mai trả nhá. Công nhận ngon đấy. Ê, ê, đâu. Ui, nào còn được tặng mua. Ôi trời. Ôi, cái kẹo. Đem chị cái khác đi. Đây. Cắt lên chị mình cái. Trời ơi, đổ con cân rồi kìa. Cấp lại cái đi, trời ơi. Xin hai cá, xin một cái được hai cái. Cảm ơn em nha, chị về đây. Cá chi.